Dạ, Phương vô cái vườn này không? Vườn quá trời bịch luôn. Nhìn cây không? Nhìn cây cái cầu luôn, con cầu ta nha. Trái này, không có trái nữa, trái nhỏ. Đấy đây đây. Bên đây cũng cầu ta nữa mà. Con cầu ta cây nào không có trái không? Ồ, cây này không có trái cũng bự nữa. Bên đây cũng cầu ta luôn. Bên đó cây bơ còn nhỏ chưa có trái nữa. Anh Phương anh phải lên cái cây tràm bông vàng này nữa. Nằm ôm sát ganh cặp bên cái quán gì bển mà. Rồi nó tàn nhiều quá. Giờ anh phải lên coi anh ngắm mấy cái mấy nhánh xem mà. Này ông anh cũng kêu hạn chế tối đa cái vườn không thôi, chứ vườn này quá trời nó bịch rồi, không trồng đủ thứ cây chân luôn. Bơ rồi mai ớt cái cầu ta đu đủ, dưới này cũng có rau má luôn. Cây này thì nó hơi khó nha, mà nghịch trên đây thì ảnh hưởng cây nha, mà còn bên kia thì dính bên cái mái nhà người ta nha. Mình phải chịu mấy cây này rồi. Trồng 3 cây con cầu ta hết rất nhiều. Được rồi, nghe rõ rồi, mấy cây bơ này giờ trồng cũng hên xui. Mấy cây bơ này nè, trồng hên xui. Có khi có trái khi không. Xương này rộng bớt.
góc nào cắt lên luôn.
bên cái gốc cây cây sung á. Bấm nhỏ trước nha. Qua cái chung luôn, qua cái chung luôn, qua cái chung luôn. Qua cái chung luôn. Xong nhánh nhỏ rồi anh bấm luôn cái nhánh lớn này, mà nhánh lớn này làm cặp sát cái giường nó nghiêng qua bên kia luôn, nghiêng qua bên cái máy cái quán luôn. Thank you.
Nghe hướng luôn rồi. Quá em. Ông nhặt ông chơi tôi bấm mà đứng dưới đó bấm mà không có được ba. Rồi. Bấm cái ngành này luôn á vậy. Cho nó gắt xuống luôn hả? Gắt ngành đi. Không cho gắt cũng được. Xuống rồi, xuống rồi cắt khóc luôn nha. Gốc thì chắc phải mới lấy xuống rồi phải đặt rồi. Nằm bên quán quang luôn. Quá trời khủng luôn. Khá to. Mưa quá nha mà. Xin kết thúc clip ở đây nha. Clip tiếp theo của mình nha. Cái bài trong đây cái dưỡng bạch như các bạn nha.
sát luôn. Lấy phải là phải luôn.